Vâng, và sau đây em mời các bác xem chi tiết con khủng long Sansui QR6500. Em này công suất là 470W và chạy 8 sò sách. Trước mắt các bác thấy trên màn hình thì các bác sẽ thấy được cái màn hình này, đèn này sẽ nhảy. Đó là đặc trưng của những sản phẩm sử dụng bóng đèn LED với cường độ sáng lớn, khi vào ống kính nó sẽ nháy, nhưng mà ngoài đời nó không có nháy, nó sáng cực kỳ đẹp nha các bác. Và đây em mời các bác xem độ đẹp mà sản phẩm em đưa về. Con này đánh lo Mỹ lo Nhật đều rất là tốt. Nhiều bác chơi ribe thích tiếng mà canh ba giải như là bass, mid, chép, giải chép, nghe nịnh tai thì các bác sử dụng những dòng sản phẩm của Sansui. Đặc trưng của Sansui là rất là dễ ghép loa và phối ghép tốt với những dòng loa Nhật cổ, Mỹ cổ. Chơi những dòng loa FB của Pioneer như là 77A88A9A đều tốt nha các bác. Và phối ghép với những con Akai bánh cối để thể hiện một bộ com lê Nhật vàng hoài cổ, và chơi ribe cũng rất là tốt nha các bác. Đây em mời các bác xem mạch tiền game nó nha, sáng tròn và mới đét luôn nha. Máy nó cực kỳ đẹp cho các bác sưu tầm và giá nó là 17 triệu đã bao gồm phí ship. Rồi mạch tiền thì chúng ta bỏ qua và tới là được là đến vo gỗ nha các bác. Vo gỗ rất là đẹp luôn nha. Đây các bác thể thấy vo gỗ đó đây, góc cạnh và như vân gỗ tuyệt đẹp luôn để các bác chơi và sưu tầm trưng bày trong phòng khách. Đây là những sản phẩm nó đạt tiêu chí rồi nha các bác. Rồi phía sau nó sẽ có những gì thì em mời các bác cùng xem. Bác nào lấy thì liên hệ xem. Đặc trưng những dòng này nó ở từ Mỹ về, nó chạy 4 cầu điện nha các bác. Đây các bác thể thấy được, chúng ta muốn xài điện 120 chúng ta phải chuyển cầu. Đây các bác thấy độ mới của những sản phẩm, có thể trạm loa mới tinh. Hiện tại thì nó đang sử dụng điện 120V, em đang kém điện 120. Nếu các bác nào muốn sử dụng điện 100 hay là 220 thì trước khi mua hàng và những sản phẩm trước khi gửi thì các bác có thể yêu cầu là chuyển điện 220 hoặc là điện chuyển điện bao nhiêu đó thì em sẽ chuyển điện trước khi em gửi. Rồi em đi vào bên trong mời các bác cùng xem nha. Con này cực kỳ mới để các bác sưu tầm luôn nha. Xem nội thất của em nó thì các bác phải ngỡ ngàng luôn á. Vâng, sau đây em mời các bác xem bên trong và nội thất của em nó có thái độ mới và độ cực kỳ đẹp của sản phẩm không. Em này chạy 8 sò sách Toshiba chữ đỏ nha các bác, sexy là 7 màu. Các bác thấy màu vế nó sẽ 4 con. Đây, các bác thể thấy nha, máy rất là chắc luôn, là những sản phẩm hàng chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác thể thấy độ mới, mỗi bên nó sẽ có 4 3 con tụ. Được đặc trưng của những dòng này nó xuất âm tụ nên các bác nghe nhạc vàng rất là ngọt ngào, rất là giống những dòng 2000X là 5000X nha các bác. Mà những con này nó trang bị công suất khủng hơn để các bác chơi nhiều loa hoặc là vân vân, những dòng loa bass 40. Đây các bác thấy độ mới của sản phẩm này. Những con này các bác chơi và sưu tầm thì tuyệt vời, nghi trưng bày trong phòng với những thiết bị audio khác và kết hợp với nó sự hoài cổ. Đây các bác có thể thấy độ mới của sản phẩm, các bác có thể so sánh thoải mái nha. Với những sản phẩm của em thì em luôn tự tin những cái gì mà em đưa về để phục vụ các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia, em gửi hàng và giao hàng tận nơi, giá nó là 17 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào chuyển con đủ thì em sẽ bớt 300.000, còn nếu các bác nào cọc tiền là bằng giá 17 nha các bác. Cọc tiền thì cọc khoảng ít nhất là 2 triệu nha các bác.